sự việc xảy ra tại Đồng Tâm ngày hôm qua và toàn bộ diễn biến trước đó đã lột tẩy bản chất của những kẻ điêu dân, thách thức pháp luật. Sự thực, những kẻ trong nhóm chống phá có tên Đồng Thuận không còn là dân ở một quốc gia có chủ quyền, luật pháp. Một là, nói nhóm Đồng Thuận không còn là dân vì ngay từ sau khi xảy ra sự kiện Đồng Tâm vào tháng 4 năm 2017, bản chất của những kẻ mưu toan chiếm đất quốc phòng càng rõ nét. Những vụ lợi, động cơ vật chất, hám tiền, hám lợi đã khiến những kẻ đứng đầu nhóm Đồng Thuận liên tục kích động, phủ nhận mọi kết quả thanh tra các cấp. Chúng liên tục đưa ra những hứa hẹn về việc chia chác sau khi đòi được đất. Nghe đâu, cái bánh vẽ mà chúng dựng lên để mị dân, lừa bịp, kích động những kẻ thiếu hiểu biết, tham lam lên tới 3.000 tỷ. Hai là, ngay từ khi sự kiện Đồng Tâm xảy ra, sự thách thức, coi thường pháp luật của những kẻ trong nhóm Đồng Thuận càng rõ. Từ việc bắt giữ người trái pháp luật, đến việc tung thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình Đồng Tâm, chúng muốn dư luận hiểu sai bản chất về nguồn gốc đất đai và vụ việc Đồng Tâm theo những thông tin xuyên tạc của chúng. Ba là, nhóm Đồng Thuận bị các đối tượng phản động móc nối, kích động, tài trợ tiền. Chúng chia chắc nhau số tiền nhận được từ bên ngoài và nhận thấy đó là cách để kiếm tiền rất nhàn thân. Động cơ vụ lợi, bản chất tham lam của những kẻ trong tổ Đồng Thuận càng lộ diện, không thể bưng bít được. Bốn là, sự việc đau lòng ngày hôm qua đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ xây tường rào đất quốc phòng đã khẳng định những kẻ trong tổ Đồng Thuận không còn là dân. Dân đâu mà tập hợp, thuê toàn những tay nghiện ngập với vũ khí để tấn công cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Nào là bom xăng, dao phóng, lựu đạn, hầm trông. Sự côn đồ, dã man của những kẻ không còn tính người chứ không còn là dân nữa. Không pháp luật nào có thể dung túng cho sự ngang ngược, côn đồ, độc ác đó. Nếu ai đang mơ hồ, lũ phản loạn này là dân, xin hãy tỉnh ngộ. Đừng để ba cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh vô ích, mơ hồ trong nhận thức, cố tình hay vô ý bảo vệ cái ác, dung túng cho cái ác, cũng chính là một tội ác.